dự án đầu tư, quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, vân vân. Tìm hiểu một cái những cái nội dung của một cái dự án đầu tư thì gồm có những cái nội dung gì, gồm có những nội dung gì, và cái lập cái ta lập thẩm định dự án. Kiểm soát dự án, Dạ thầy ơi, tụi em nghe không rõ. như kiểm soát dự án. Nghe rõ chưa? Dạ rồi. Cách mà người ta lập, hoạch định, kiểm soát và đánh giá dự án trên nhiều cái góc độ khác nhau, nó như nhau. Đó là tất cả những cái nội dung mà chúng ta sẽ đủ thời gian thì chúng ta sẽ tiến hành. Một số những tài liệu tham khảo thì cái này nó chỉ mang cái tính thôi, còn điền cái folder đó rồi các em đọc hết thôi là cũng đủ rồi, mà xem không đọc hết thôi thì trong đó nó có cái bài pháp đầu và dự án của thế giới như là PM Phúc, tiếng Anh. Nếu như mà chúng ta đọc hết những cái đó là đủ rồi. Còn thêm ở trên internet thì đây thì để chúng ta tiếp cận cái kiến thức lĩnh vực mình quan tâm. Đấy. Giống như ngày xưa. Bây giờ nếu như bạn nào mà muốn học lập trình hay học cái gì đó thì nó trên internet nó đều có rồi. Quan trọng là chúng ta có tìm nó rồi. Rồi trong lĩnh vực của dự án. Rồi, nếu mà muốn mình mua sách, mua những cái cuốn sách mua là mình sẽ lưu được rất là lâu, và nếu như mà tốt hơn nữa thì các em nên đầu tư cho mình một cuốn máy đọc sách Kindle và copy những cái file đó vào và đọc thì sẽ không có bị hư mắt, và mình nhìn nó cứ như là nhìn trên cái tờ giấy, cái trang giấy bình thường thôi. Vì thế nên đó là chúng ta sẽ vừa đi du lịch chúng ta cũng đọc được dùng thương mát đấy, bỏ vô làm một cái kho học tập suốt đời cho mình. Chứ còn giờ đừng có mua giấy nữa, mua giấy thì nó mắc tại vì cái tiền xuất bản. Cái thứ hai nữa đó là mình sẽ quăng tùm lum tìm ra. Cái thứ ba nữa là sau này một ngày nào đó mình tốt nghiệp rồi á thì mình cũng 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 đem đi đổi ve chai hết hay gì đó thì cuối cùng nó mất đi, cho tới khi mình đi lại để mình cần dùng cái kiến thức đó thì mình không có nữa. Thì tốt nhất là chúng ta cứ sử dụng những cái file mềm PDF hay gì đó. Còn những cái kiến thức mà thuộc dạng như là chúng ta sưu tầm, hay là chúng ta cập nhật á, thì trong cái hội nhóm chuyên môn thì tốt nhất là chúng ta nên theo dõi những cái trang Facebook của những cái người mà chuyên gia trong cái ngành, trong cái lĩnh vực này thì chúng ta sẽ cập nhật nó một cách nhanh chóng và thường xuyên. Nó sẽ có những cái công cụ mới, những cái tool mới, những cái kỹ thuật mới thì các cái chuyên gia họ chia sẻ trên các cái hội nhóm Facebook. Thì đó là cái tài liệu về cái trong cái thời đại ngày nay. Chứ còn bây giờ mà mua sách thì không biết bao nhiêu mới 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 là đủ. Và thực ra thì sách thì nó kiến thức của một ai đó viết lên tổng hợp lại thì cũng rất có thể là nó sẽ nhanh chóng bị lỗi thời thôi. Về cái yêu cầu quy định trong phòng học thì nó không giống như khi chúng ta học trên lớp.
thì nó chỉ có những cái quy định đó thôi, các em không bật hình nhưng mà phải bật mic để mà theo dõi cái bài giảng, lỡ có những cái câu hỏi bất chợt hay là có những cái không biết là trong lớp mình có ai thuộc dạng F2, F3, F4 gì không nhỉ? Chứ thầy là thầy thuộc dạng F4 rồi. Quản trị dự án, một số những cái nội dung mà mình sẽ tìm hiểu trong cái học phần này. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ trao đổi với nhau một số những cái vấn đề về dự án và quản trị dự án đầu tư. Về cái đầu tư là gì, rồi dự án là gì, rồi quản trị dự án là gì, thì chúng ta cần phải nắm được một số những cái khái niệm cơ bản trong cái ngành nghề lĩnh vực này. Thì mỗi môn học nó đều có những cái khái niệm cơ bản như thế. Thứ hai đó là chúng ta sẽ tìm hiểu một cái hồ sơ, một cái nội dung của dự án và cái cách để mà chúng ta lập một cái dự án đầu tư thì nó gồm những cái nội dung thủ tục gì, gồm những thành phần gì. Và chúng ta sẽ thẩm định dự án, thì thẩm định trên nó có nhiều cái góc độ để mà chúng ta thẩm định dự án, ví dụ như thẩm định về mặt thị trường, thẩm định về mặt kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý, tài chính, kinh tế. Nhưng mà đứng ở cái môn học này thì chúng ta chủ yếu là chúng ta thẩm định về tài chính thôi, nên còn các cái thẩm định về thị trường, kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý thì nó thuộc về chuyên gia, nên nó thuộc về một cái người ở một cái lĩnh vực khác, lĩnh vực marketing hay lĩnh vực nhân sự hay lĩnh vực gì đó. Còn chúng ta thì chúng ta học, chủ yếu chúng ta học về cái thẩm định tài chính, chủ yếu là chúng ta đứng trên góc độ tài chính để xem cái dự án của chúng ta là nó có lời hay nó lỗ theo cái cách gọi thông thường. Hay trong cái môn học tài chính thì môn học này thì người ta gọi là có khả thi hay không, có khả thi về mặt tài chính hay không. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hoạch định kỹ thuật, tiến độ, hoạch định tiến độ và quy tiến trình và chi phí, quản trị tiến trình và chi phí và nguồn lực. Đó là cái cách hoạch tiến độ dự án. Thì chúng ta sẽ được cung cấp những cái công cụ, những cái phương pháp, những cái phần mềm để mà, rồi cuối cùng đó là đó là tất cả những cái phần mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Thì mình là gì? Đầu tư là gì? Trước giờ chúng ta hay nghe nói tới đầu tư lắm, đầu tư cổ phiếu, đầu tư xây dựng, đầu tư nhà hàng khách sạn, đầu tư vốn, đầu tư kinh doanh, đầu tư học hành, đầu tư quan hệ, vân vân. Chúng ta thường hay nghe nói nhiều lắm, nhưng mà không biết là liệu là chúng ta có hiểu đúng về cái ý nghĩa thực sự của đầu tư hay không, hay là chúng ta vẫn nhầm lẫn giữa đầu tư với đầu cơ, hay là với tiêu dùng, hay là với tiêu dùng chi tiêu, đúng không? Tại vì nếu như mình nhầm lẫn những cái khái niệm này á, thì cuối cùng mình sẽ đưa ra những cái nhận định sai, và đưa ra những nhận định sai thì cuối cùng mình sẽ đưa ra những cái quyết định sai, đưa ra những cái quyết định sai thì cuối cùng mình sẽ bị lỗ, sai lầm, bị lỗ. Vì thế nên cái việc mà chúng ta phân tích rõ những cái hiểu rõ những khái niệm để cho mọi thứ nó rõ ràng và chúng ta hành động nó dứt khoát, điều rất là quan trọng. Quan trọng. Như vậy thì trước giờ khi mà chúng ta trong cuộc sống, khi mà chúng ta dụng áo để chúng ta mặc, gạo để chúng ta ăn, chúng ta mua nước để chúng ta uống, chúng ta mua cái xe để cái gì đó để mà chúng ta sử dụng, thì tất cả những cái đó người ta đều gọi là tiêu dùng.
thì chi tiêu dùng, cái tài sản mà được dùng để tiêu dùng thì người ta được gọi là tiêu sản. Có nghĩa là mình cứ càng dùng thì cái tài sản đó nó sẽ càng tiêu tan, nó sẽ càng tiêu tan chứ nó không có mang lại cái sinh lời lớn hơn của chính nó. Nếu như mà mình cứ kỳ vọng rằng mình mua một chiếc xe để mình đi mà mình lại hy vọng rằng nó sẽ có lời thì đó là cái điều, đó là cái điều không thể, điều đó điều không thể. Tại vì thầy nghe người nói mua cái xe nó lỗ lắm, nó mới mua tháng trước rồi mà tới tháng sau nó lỗ 100 triệu rồi gì đó, thì mình nghe, mình thấy nghe như vậy nó giống như là một cái điều đương nhiên vậy. Tại vì nghe để mình đi mà, thì mình đi thì nó sẽ hao mòn thôi, nó hao mòn cái lốp, hao mòn cái vỏ xe hay là động cơ, nó hao mòn, nên nó là cái giá trị thực tế nó cũng hao mòn. Mà theo như giá trị kế toán á, thì giá trị sổ sách của nó cũng hao mòn theo nguyên giá, theo khấu hao. Vì thế nên đương nhiên là nó sẽ hao mòn, chứ mình đâu có thể nào nói rằng là nó mình bỏ tiền ra mình mua một cái vật để mình tiêu dùng mà nó lại tháng này thì giá trị là 800 thì cuối năm giá trị nó là 1 tỷ được. Cái điều đó là cái điều rất là phi lý, trừ phi nó là một cái tác động ngược gì đó. Ví dụ như là những cái xe cổ đi, thì càng cổ giờ dạng như là những cái xe Honda cánh én đời xưa hay là những cái xe con cóc ngày xưa, thì giờ ví dụ như ai mà họ đam mê về cái loại đó thì người ta họ săn, họ tìm, họ mua thì cái giá trị của nó cao, nhiều khi nó còn cao hơn cái giá trị xe mới bây giờ. Nhưng mà đó là một cái liên quan tới thị hiếu, sở thích, rồi liên quan tới cái đồ cổ thì nó khác. Cái đó chỉ có cái đồ cổ thì nó lại không, nó đi ngược hoàn toàn với cái quy luật kinh tế, đó là càng cổ thì càng hết giá trị rồi, càng không còn giá trị nữa. Hao mòn hết rồi, giá trị bằng không rồi, nhưng mà cái giá trị của nó lại tăng ngược trở lại. Thì đó là một cái dạng như là đam mê sở thích, một cái đó chứ nó không theo cái quy luật thông thường. Như vậy thì khi mà mình đầu tư, mình chi tiêu á, thì chắc chắn là nó sẽ bị lỗ, đó là điều đương nhiên. Đó là điều đương nhiên. Giống như mình mua gạo để mình ăn thì nó sẽ hết gạo, mình mua nước để mình uống thì nó sẽ hết nước, mình mua cái áo mình mặc thì cái áo nó sẽ sờn màu bạc vai, chứ nó không bao giờ mà nó mới hơn lên cả. Như vậy thì đó là tiêu dùng, đó là tiêu dùng. Như vậy thì còn còn đầu cơ là cái gì? Đầu cơ là nó giống như cái việc đó là mình mua gạo rồi mình chờ thời thế, mình chờ rồi cuối cùng đó là mình bán với giá cao, hoặc là mình mua khẩu trang mình tích trữ để cho cái dịch nó xảy ra rồi mình bán với giá cao, hay là mình mua cái thuốc rồi chờ người ta bị bệnh rồi mình bán với giá cao, hay là mình mua mua vàng rồi mình chờ cho nó lên giá cao rồi mình bán, mua đất rồi chờ trên giá cao mình bán. Thì đầu cơ là cái đầu cơ là cái việc mà là bỏ bỏ vốn vào đó và chờ cơ hội. Nên nó có cái chữ cơ trong cái chữ đầu cơ. Như thì tiêu dùng chi tiêu nó cũng không giống với đầu cơ. Ở cái chỗ đó là đầu tư là cái việc mình bỏ tiền ra và mình tính toán và mình lao động trí óc hoặc là trí tuệ hoặc là công sức, quản lý điều hành, sử dụng nó để làm sao để mà nó mang lại một cái lợi ích lớn hơn của cái đồng vốn hiện tại mình bỏ ra của ngày hôm nay thì gọi là đầu tư. Có nghĩa là đầu tư là cái việc là mình bỏ tiền ra để mà hình thành nên các cái loại tài sản và khai thác những cái loại tài sản đó
để cuối cùng nó sinh ra lợi nhuận, để sao cho cái lợi nhuận đó nó lớn hơn những cái đồng vốn mà mình bỏ ra ở hiện tại này, tức là nó có tính chất sinh lời, thì đó gọi là đầu tư. Thì đầu tư nó khác với tiêu dùng, đó là nó sẽ sinh lời chứ nó không có tiêu tan đi theo thời gian. Tiêu dùng nó cũng hình thành ra những loại tài sản, nhưng mà những loại tài sản đó thì tiêu tan theo thời gian, còn đầu tư cũng hình thành đến những tài sản, nhưng mà những tài sản đó sẽ sinh lợi theo thời gian, còn cũng không giống như là đầu cơ. Đầu tư không phải là cái việc mình bỏ vốn ra rồi mình cứ chờ há miệng chờ sung, chờ may rủi hay là chờ thời vận, mà là đầu tư là cái việc mình bỏ vốn ra để mình đương đầu với sóng gió, mình trực tiếp mình đầu mình thực hiện, mình điều hành, mình quản lý, mình sử dụng, dù là trí tuệ hay cuối cùng nó mang lại một cái lợi ích lớn hơn, đó là một cái kỳ vọng. Và thì đó gọi là đầu tư, đó gọi là đầu tư. Như vậy thì nếu như mà mình mua cái miếng đất mà mình chờ cho nó lên thì gọi là đầu cơ chứ không phải là gọi là đầu tư. Người ta cứ nói là đầu tư bất động sản, nhưng mà thực ra nó là đầu cơ, chứ nó không có tạo ra một cái giá trị gia tăng gì cho xã hội cả. Đó là lý do mà người ta cứ bảo rằng là nó ảo là vậy, tại vì là đất đai đồ theo thời vận đồ nó lên rồi, nhưng mà lại không tạo ra được một cái giá trị gia tăng gì cho xã hội cả. Đấy. Còn đầu tư là nó phải tạo ra là lao động, mà lao động nó phải tạo ra giá trị gia tăng. Mà mua đất này kia thực thôi, mua vàng rồi mua tiền ảo hay mua cái gì đó, nó chỉ là đầu cơ. Đầu tư nó khác, nó phải tạo ra giá trị gia tăng xã hội. Giá trị gia tăng đó có thể là dương, có thể là âm, nhưng mà nó là tạo ra giá trị. Rồi nó lại khác nhau ở cái mục đích mà mình suy nghĩ. Ví dụ như là mình mua gạo để mình ăn thì gọi là tiêu dùng, nhưng mà nếu mà mình vận chuyển gạo ở một cái nơi thừa giá rẻ tới một cái nơi thiếu giá cao để mà mình bán, qua cái công sức của mình, vận chuyển của mình, qua cái tài năng bán hàng của mình này kia, thì cuối cùng mình bán được hàng hóa rồi tạo ra trị gia tăng cho xã hội, thì đó lại gọi là đầu tư. Nếu như mình mua một cái xe để mà tiêu dùng đi lại thôi thì nó chỉ là tiêu dùng, nó sẽ hư hao, nó sẽ mất mát. Nhưng mà nếu mình mua cái xe là để phục vụ cho mục đích ngoại giao, quan hệ, có được những hợp đồng lớn hơn, tốt hơn, hay là đạt được mục đích của mình, thì nó lại gọi là đầu tư. Đầu tư cho quan hệ, đầu tư cho ngoại giao. Như vậy thì chúng ta thấy là nó chỉ tùy vào cái mục đích. Nhưng mà nếu mình mua cái xe mục đích chỉ để đi, mà rồi cuối cùng nó lại kỳ vọng và nó sinh lời, đó là cái điều nực cười, đó là cái điều phi lý, điều kỳ cục. Vì thế nên đó là nếu như mà mình bị nhầm lẫn giữa các cái khái niệm thì cuối cùng đó là chúng ta sẽ không có rõ ràng. Như vậy theo như cái quan điểm thông thường thì nó là như thế. Đầu tư là cái việc mình bỏ vốn ra để mà mang lại một cái để làm cái việc gì đó, nhưng mà hy vọng là nó sẽ sinh lời và cuối cùng là nó sẽ mang lại một cái lợi ích lớn hơn so với cái đồng vốn mà mình bỏ ra ở hiện tại này, thì gọi là đầu tư. Còn theo quan điểm của doanh nghiệp thì đầu tư là cái việc mà doanh nghiệp bỏ vốn ra để hình thành nên các loại tài sản và những và khai thác những cái loại tài sản đó để sinh lời, thì đó chính là đầu tư theo quan điểm của doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp bỏ vốn ra thì vốn có thể như là thường thì vốn nó thể hiện bằng tiền để hình thành nên các loại tài sản, như là tài sản hữu hình, tài sản vô hình, ví dụ như là mua những cái bí quyết công nghệ, mua những cái bản quyền thương hiệu, mua lại một cái sáng tạo, hay là bỏ vốn ra để hình thành một cái thương hiệu, mua một cái thương hiệu, hay là bỏ vốn ra để mua những cái loại tài sản, ví dụ như máy móc, thiết bị, mặt bằng, công nghệ sản xuất, vân vân.
để rồi cuối cùng khai thác những cái loại tài sản này để sinh lời, khai thác những cái loại tài sản này để sinh lời cho doanh nghiệp, thì đó chính là đầu tư theo quan điểm của doanh nghiệp. Còn đầu tư theo cái quan điểm kinh tế xã hội thì đó là cái việc mà đứng trên góc độ của một đất nước, một quốc gia, đất nước đó khai thác những cái loại tài nguyên thiên nhiên, những cái loại tài nguyên về 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 văn hóa, về lịch sử, về con người. Để rồi cuối cùng mới là mang lại một cái lợi ích gia tăng cho xã hội, mang lại một cái lợi ích về mặt kinh tế cho đất nước, thì đó là theo quan điểm của nền kinh tế, nó đầu tư theo quan điểm của nền kinh tế. Như vậy thì chúng ta thấy là đứng ở góc độ doanh nghiệp thì chúng ta hy vọng rằng là nó sẽ có lợi ích về mặt tài chính, lợi nhuận này kia. Còn đứng ở cái góc độ mà của nền kinh tế thì người ta hy vọng rằng á là người ta khai thác những cái loại tài nguyên này á, thì nó sẽ có cái lợi ích về mặt kinh tế, tạo ra một cái giá trị gia tăng cho xã hội. Như vậy thì đôi lúc cái lợi ích về mặt tài với cái lợi ích về mặt kinh tế nó sẽ bị mâu thuẫn nhau, nó sẽ bị mâu thuẫn lẫn nhau. Đôi khi cái giá trị cái giá trị tài chính với cái giá trị gia tăng thì nó lại mâu thuẫn lẫn nhau. Ví dụ như là sẽ có những cái dự án, có những cái phương án mà nó hiệu quả cho doanh nghiệp, nó mang lại lợi ích lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhưng mà đứng ở cái góc độ của cả nền kinh tế thì cuối cùng mới là thì lại nó lại là không hiệu quả, nó lại là thiệt hại. Vì thế nên nó là ví dụ như là cái vũ khí hay là thuốc phiện hay là thuốc lá đi, thì đứng ở cái góc độ mà tài chính á, thì doanh nghiệp người ta rất có lời. Chúng ta thấy là một cái điếu thuốc lá nó đâu có cái gì đâu nhưng mà bán rất là đã mắc, rất là lời. Nhưng mà đứng ở cái góc độ là nền kinh tế á, thì người ta tiêu thụ thuốc lá mà nhiều á, thì cái ông mà sản xuất thuốc lá này á, thực ra thì ông bán nhiều thì ông đóng thuế nhiều nhà nước, nhưng mà cái thuốc lá này khi mà bán cho người dân, người ta sử dụng thì cái tỷ lệ bị ung thư rồi cái tỷ lệ bệnh tật nó lại tăng. Thì cuối cùng là cái chi phí của những người dân này, họ đi tới đó họ khám chữa bệnh rồi bệnh viện thì lại gia tăng, bệnh nhân. Thì cuối cùng là đứng như góc độ cả nền xã hội thì cuối cùng là thấy là một cái dự án có hại chứ đâu có lợi đâu đó, nhưng mà lại có lợi về mặt tài chính cho cái doanh nghiệp đó. Nhưng mà bây giờ nó có hại cho đất nước thì bây giờ phải cấm, mà cấm thì người ta buôn lậu, cũng thì chấm cũng cũng mệt, nên rồi cuối cùng á là thôi công khai cho nó, nhưng mà đánh thuế nó cao, đánh thuế cao vào thuế tiêu thụ đặc biệt hay là thuế hàng hóa đặc biệt. Như vậy thì cuối cùng á là nó làm cho cái gói thuốc nó tăng lên đó, thì người ta sẽ thấy lợi nhuận nó giảm đó, thì người ta sẽ hạn chế đi vào cái lĩnh vực này. Đấy là lĩnh vực này. Chứ còn nếu như mà nói là công khai cái ngành nghề như là tự do buôn bán vũ khí hay gì đó giống như bên Mỹ ấy, thì có lẽ là chắc là người ta sẽ buôn bán đồ nhiều lắm, lợi nhuận đồ ghê lắm, nhưng mà rồi cuối cùng đó là người chết cũng nhiều lắm, và cuối cùng đó là cái tiền ma chay đã mỏi thôi, nhiều khi nó cũng mắc hơn cả cái tiền mắc hơn cả cái tiền mà lợi nhuận từ cái việc mà người ta đóng thuế, từ cái việc người ta kinh doanh cái vũ khí này. Cái tiếp theo đó là đầu tư, đặc trưng của đầu tư thì đặc trưng của đầu tư thì nó có hai cái đặc trưng, đó là sinh lời và rủi ro. Sinh lời và rủi ro đó là cái hai cái đặc trưng cơ bản của đầu tư, thì nó như hai mặt của một đồng tiền, nó luôn song hành. Bây giờ khi mà mình làm một cái việc gì đó, một cái phương án gì đó, thì lúc nào nó cũng có rủi ro, và nó khó thực hiện. Ngoài cái rủi ro từ cái việc đó là ngoài cái việc là mình cố gắng cố sức
theo cái cố gắng của mình, cái điều mà mình có thể tính toán được, những cái điều mà mình có thể kiểm soát được, mình có thể tự tin được. Thì ngoài ra nó lại còn có những cái điều mà bất thường, những cái điều mà xảy ra mà cuối cùng nó làm cho dự án mình thất bại hay gì đó, nó rất là rủi ro. Thì cuối cùng là nó thất bại, thì nó có một cái nguyên tắc, đó là rủi ro càng cao á thì lợi nhuận sinh lời nó sẽ càng cao, rủi ro càng thấp thì lợi nhuận sinh lời thấp. Thì thực ra thì tất cả mọi cái việc trên cái cuộc đời này nó cũng đều có hai mặt là như thế, sẽ chẳng có cái trường hợp nào mà mình thấy nó dễ dàng hay nó ngược lại. Ít có cái lĩnh vực nào mà rủi ro cao á, thì lợi nhuận lại thấp, mà rủi ro thấp mà lợi nhuận lại cao. Nó rất là phi lý. Giống như là cái việc là khi mà chúng ta đi 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 mua vé số, thì nếu như mà mình không có số, nếu như mà mình không may mắn, thì có lẽ là mình sẽ mua đủ một cái số lượng lớn nào đó vé số, thì cuối cùng mình sẽ trúng số thôi. Đấy. Tức là có nghĩa là cái nhưng mà cái xác suất để mà mình trúng cái số đó nó rất là thấp, thì nó có nghĩa là cái rủi ro nó rất là cao, rủi ro mình bị mất tiền rất là cao, để rồi cuối cùng á là mình mới trúng được số. Thì đó là coi như rủi ro cao, lợi nhuận cao. Nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống á, thì chúng ta cũng thấy có những cái trường hợp ngược lại, cái gọi là rủi ro cao, rủi ro thấp, lợi nhuận cao, nó gọi là số, vì thế nên mới gọi là trúng số. Có nghĩa là chỉ đôi khi chúng ta ngẫu nhiên, chúng ta chả bao giờ mua vé số, nhiều khi rung đùi, xong tự nhiên có một cái ông vé số, ông tới ông mua được mua đại, thế là trúng, và trúng trúng độc đắc, thế là tự nhiên đổi đời, thế là tự nhiên giàu có. Thế là nên người ta mới gọi là số. Số thì trong cái cuộc sống, cái kinh doanh đầu tư, hay là trong cái số phận của mỗi người ấy, thì nó đều có hai phần hết, là cái phần số với cái phần phận, có nghĩa là số phận, hay là còn gọi là giống như là duyên phận, hay là nó bao giờ nó cũng có hai cái phần đó. Cái gì mà liên quan tới số thì được xem như là hên xui may rủi, chúng ta không thể lựa chọn số được. Chúng ta có thể là người gặp may, có thể là người gặp xui, thì cái đó chỉ có thể trách ông trời thôi. Ví dụ như khi mà chúng ta sinh ra, thì nếu mà may thì chúng ta sinh ra trong một cái gia đình giàu có, nếu mà không may thì chúng ta sinh ra một cái gia đình nghèo khó, còn nếu không thì chúng ta sinh ra một cái gia đình bình thường. Còn nếu sinh ra thì mình có dung mạo xinh đẹp, hay là có người thì lại bởi vì tật bẩm sinh, hay sinh ra thì như thế nào đó, thì những cái đó người ta gọi là số. Cũng giống như đi ra đường vô tình lượm được một cái cục kim cương, hay là vô tình ngẫu nhiên được người này người kia giúp đỡ, thì gọi là phúc. Nên nó là nó sẽ luôn luôn nó có một cái phần, cái nếu mà để mà thành công thì nó luôn luôn nó đều có hai phần, đó là phần số với phần phận. Thì cái phần mà phần gọi là số thì không ai có thể lựa chọn được, không ai có thể lựa chọn được, và nếu mà tới số rồi thì chịu thôi, chứ chứ không có ai vượt qua được số cả. Nó xui thì chịu, gặp may thì hưởng. Giống như bây giờ nói, giống như bây giờ mình đi ra ngoài đường, mình thấy ngoài đường đầy rủi ro, giao thông thật là nguy hiểm, trộm cướp rồi giết chóc, hay là quá nhiều những cái tai nạn. Mình cố gắng mình đi rất là cẩn thận, mình đi rất là cẩn thận, đi sát vào cái lề, thì cuối cùng là mình nghĩ rằng là mình cẩn thận như vậy thì sẽ không chết. Nhưng mà tự nhiên một ngày nào đó đang đi đi cái một cái xe tải nó đi ngang qua, nó chở một cái lốp xe, nó chở gì đó nặng nặng, cái nó vấp phải một cái ổ gà, cái rồi cái lốp xe đó nó ngã xuống, nó đè xuống mình, cái mình cũng chết. Đó. Rồi lỡ mà mình đang đi thì đi ngon lắm, nhưng mà tự nhiên trong một cái hẻm, cái tự nhiên có cái thằng trời ơi nào đó
nó say rượu hay là nó làm gì đó, nó chạy vọt qua thế là nó tông mình ngã vô giữa đường mình cũng chết. Đấy. Dù cho mình đi rất là cẩn thận, đi đúng lề, đi đúng luật nhưng mà chết thì vẫn chết. Đấy. Nên 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 đó là cái mà gọi về số thì thua. Nên trong cái cuộc sống mưu sự hay là mình đầu tư cái gì đó thì nó cũng không tránh khỏi được cái số đó. Nhưng mà nó có một cái điều đó là số thì không thay đổi được nhưng mà phận thì thay đổi được. Có nghĩa là cái việc mình làm thì mình thay đổi được, có nghĩa là con người cố gắng thay đổi số phận thì cũng thay đổi được số phận, thì cũng thay đổi cái phận được. Đấy. Thì giống như mình đi ngoài đường á, mình đi cẩn thận á, thì cuối cùng á là mình sẽ khó chết hơn là những cái đứa mà đi 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 ẩu. Đó. Nên đó là trong những cái hoạt động bình thường hay là trong cái hoạt động đầu tư á, thì mình khi mà mình đi tiến hành một cái hoạt động đầu tư kinh doanh gì đó thì có nghĩa là mình khởi nghiệp hay là mình tính toán đầu tư chuẩn bị làm cái gì đó thì nó liên quan rất nhiều tới cái phần con người, đó là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ, nhận thức rồi tư duy. Thì cái phần mình cố gắng đó này kia đó thì nó đều liên quan tới cái phần đó là không không có cái gì cũng có giá của nó, chứ không có cái dạng như là hên xui may rủi như là cái số đó, hay cái gì cũng có giá của nó. Thì cái giá của nó đó là rủi ro càng cao á, thì lợi nhuận càng cao, rủi ro càng thấp thì lợi nhuận càng thấp, cố gắng càng nhiều thì cuối cùng á, thì cái khả năng thành công nó sẽ cao, cố gắng càng ít thì khả năng thành công nó càng thấp, chứ nó không có cái yếu tố hên xui may rủi nhiều, mình không tính được tới phần đó. Mà cái rủi ro thì nó lại liên quan tới nhiều thứ khác nữa. Cái mức độ chấp nhận rủi ro của một người là nó khác nhau. Không có phải ai cũng đối mặt với rủi ro giống nhau. Chúng ta thấy là còn có người thì họ ưa thích rủi ro, họ chấp nhận rủi ro. Có người thì họ không dám chấp nhận rủi ro, họ ưa thích cái sự ổn định. Thì đó là cái lựa chọn của mỗi người thôi. Ví dụ như là những cái người bên nước ngoài thì họ lại hay thích đi du lịch một mình, đi khám phá thế giới, leo núi, du lịch mạo hiểm. Nhưng mà bây giờ hỏi chúng ta thì chúng ta có thích như vậy không? Và thứ hai nữa là chúng ta có dám như vậy không? Đó. Thì nhiều khi thích đấy nhưng mà lại không dám. Đó. Như vậy thì cũng như không. Nên đó là rồi rồi có nghĩa là mình không không dám chấp nhận rủi ro, có nghĩa là mình nhát. Còn mình còn 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 có những người thì họ chấp nhận rủi ro. Như vậy ví dụ như nếu như mà chúng ta đầu tư, nếu chúng ta chơi bạc hay là cái gì đó, thì cái người mà họ lì, họ dám chấp nhận rủi ro, họ thích rủi ro gì đó thì nó thể hiện ra hết là việc họ dám đặt cược hay không. Còn cái người mà dám hoặc không dám thì không dám đặt cược. Thì cái rủi ro cái người ta cái sự ưa thích và cái sự chấp nhận rủi ro của mỗi người là khác nhau. Như vậy thì chính vì những cái tính cách khác nhau của mỗi người này mà cuối cùng nó tạo nên những cái số phận nhau. Nó chỉ khác nhau ở một cuối cùng nó chỉ khác nhau một điều đó là dám hay không dám, quyết đoán hay không quyết đoán, hay là này kia hay không tính toán hay không tính toán. Còn bây giờ nếu mà nói ví dụ như là chúng ta chơi một cái trò chơi đi, chúng ta có một cái đồng tiền chúng ta tung lên, nếu như mà trong lớp chúng ta có 90 bạn thì thầy ra một cái cá cược, đó là nếu như mà mặt sắp thì thầy sẽ phải đưa cho các em 100 ngàn, nếu như mà mặt ngửa thì các em phải đưa lại cho thầy 100 ngàn. Thầy đứng ở góc độ là thầy giống như là một cái ông bầu chủ sòng, nếu mà được được rất nhiều, nếu mất mất rất nhiều, mất rất nhiều, còn các em thì các em chỉ mất có 100 ngàn thôi, 100 ngàn thôi. Như vậy thì có dám chơi hay không, dám chơi hay không thì sẽ rất có nhiều bạn dám chơi.
rất nhiều bạn dám chơi, ham vui dám chơi thử rủi ro thêm thế nào đấy. Nên nhưng mà có người cũng không dám chơi, có người không chơi tại vì thấy nó chỉ là hên xui may rủi, nó chả có ý nghĩa gì cả đấy, nó không ý nghĩa bằng cái việc mình lao động mình tự kiếm, chứ nó có thắng đi nữa cũng chả vẻ vang gì. Như vậy mình không có thích rủi ro, mình không có thích cái những cái đó. Nhưng mà có rất nhiều người họ sẽ thích, sẽ chơi à, rồi vẫn rất có nhiều người chơi. Nhưng mà bây giờ chơi xong rồi thì bây giờ lại chơi tiếp. Bây giờ nếu mà làm lại như vậy, bây giờ nếu như thầy à, mặt sắp à, mặt ngửa thì thầy sẽ được 1 triệu, còn còn các em à, mặt sắp thì các em mất 1 triệu. Như vậy thì tự nhiên bây giờ cái số người chơi nó giảm lại mất, vẫn còn người một vài người chơi nhưng mà cái số người chơi nó giảm mất, nó giảm mất. Và cuối cùng đó là bây giờ kêu nếu mà sắp thì 100 triệu, nếu mà ngửa thì mất 100 triệu, thì hầu như chẳng còn ai chơi nữa đó. Tại vì không có tiền, tại vì không có tiền, lỡ mất thì sao đó. Nên đó là cái mà gọi là đối phó với rủi ro, thì thứ nhất đó là nó liên quan tới việc đó là cái người ta có ưa thích cái rủi ro không, cái tính cách của họ như thế nào, thích thú với cái sự hên xui may rủi không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái rủi ro đó có lớn không, rủi ro đó có lớn không. À, bây giờ cả triệu thì đối với sinh viên nó cũng lớn mà, như vậy thì sẽ không có dám chơi lắm. Và thứ ba nữa đó là tiền là của ai. Bây giờ nếu như mà 100 triệu nhưng mà của bố mẹ mình, của ông bà già ta, thì cuối cùng là thấy là bố mẹ mình giàu lắm, tiền thì mình đâu có làm ra đâu, lỡ mất thì mang về cho bố mẹ 100 ngàn, lỡ được thì mang về bố mẹ 100 ngàn, mà nhiều khi cũng không mang về. Còn nếu mà mất thì bố mẹ mất 100 ngàn, như vậy thì sẽ chơi thôi. Như vậy thì nó liên quan tới nhiều việc, thứ nhất là tính cách, thứ hai đó là số tiền có lớn không, và thứ ba đó là tiền của ai. Tiền của ai thì người ta chấp nhận cái rủi ro này, và rủi ro cao sinh lời cao, giống như là cái trò chơi khoan đồng tiền như vậy. Thì mình thấy rủi ro cao thì lợi nhuận sẽ cao, rủi ro thấp thì lợi nhuận thấp. Phân loại về đầu tư, phân loại về đầu tư thì theo cái chức năng quản lý vốn đầu tư thì người ta phân thành đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp. Đầu tư gián tiếp là cái việc mà mình đầu tư nó mang lại một cái mà, và cái việc mà cái người đầu tư họ trực tiếp bỏ vốn ra tham gia quản lý và sử dụng vốn thì được gọi là đầu tư trực tiếp. À không, đầu tư gián tiếp là cái việc là một người mà họ bỏ vốn ra nhưng mà họ lại không phải là cái người tham gia quản lý và sử dụng vốn, quản lý và sử dụng vốn đó, không có quản lý và sử dụng cái vốn đó. Ví dụ như là cái việc là mình đi mua cổ phiếu, hay là mình đi góp vốn đầu tư, hay là mình đi góp vốn đầu tư, chứ mình không có quản lý và vận hành vốn. Đó là một số những cái đầu tư gián tiếp. Còn ví dụ như đầu tư trực tiếp, đầu tư trực tiếp là cái việc mà mình bỏ vốn ra trực tiếp hình thành nên một cái cơ sở kinh doanh và quản lý vận hành nó, thì gọi là đầu tư trực tiếp, gọi là đầu tư trực tiếp. Ví dụ như là mình bỏ vốn ra để mua lại một cái quán cà phê, mua lại một cái quán cà phê, hay là mình bỏ vốn ra để mà mua lại một cái nhà hàng, khách sạn, hay bỏ vốn ra để hình thành một cái cơ sở sản xuất kinh doanh, dây chuyền sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng, thì đó chính là đầu tư trực tiếp mà mình trực tiếp quản lý vận hành. Thì đó là đầu tư trực tiếp. Nếu như mà chúng ta mua một cái số lượng vốn cổ phiếu thì chúng ta sẽ xem như là ông chủ, nhưng mà là chủ nhỏ, mình có quyền biểu quyết, mình có quyền biểu quyết.
Nhưng mà cuối cùng mình vẫn không phải là cái người đưa ra cái quyết định cuối cùng. Cái người đưa ra cái quyết định cuối cùng á thì vẫn chỉ là cái ông chủ tịch hội đồng quản trị. Thì cái ông chủ tịch hội đồng quản trị mới là đầu tư trực tiếp, còn mình á thì mình chỉ là đầu tư gián tiếp thôi, tại vì mình không có, mình chỉ được cái quyền ý kiến chứ mình không có được trực tiếp quản lý và vận hành. Đó là đầu tư trực tiếp. Thì đầu tư trực tiếp nó phân thành hai dạng, đó là đầu tư dịch chuyển và đầu tư phát triển. Đầu tư dịch chuyển thì nó liên quan tới cái việc như nãy thì đó, đó là mua bán, sáp nhập, mua lại, dịch chuyển cái quyền sở hữu từ chủ thể này sang chủ thể khác thì gọi là đầu tư dịch chuyển. Còn đầu tư phát triển là cái việc mình bỏ vốn ra để cuối cùng á là hình thành nên một cái cơ sở sản xuất kinh doanh mới, hay là một cái cơ sở sản xuất kinh doanh mới, hoặc là một cái cơ sở sản xuất tăng thêm, ví dụ như là mở rộng, cải tạo, tái đầu tư vân vân thì gọi là đầu tư phát triển. Tiếp theo đó là phân loại đầu tư theo thời hạn đầu tư, thì người ta phân thành đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn. Đầu tư ngắn hạn á, là đầu tư dưới 1 năm, kết thúc dưới 1 năm, còn đầu tư dài hạn là trên 1 năm. Trong cái lĩnh vực ngân hàng đó thì người ta thường phân thành ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, nhưng mà trong lĩnh vực đầu tư thì chúng ta chỉ phân thành đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn thôi nhé. À, nó là khác nhau theo tính chất của kết quả đầu tư, thì người ta phân thành đầu tư cơ bản và đầu tư vận hành. Cơ bản và đầu tư vận hành thì đầu tư cơ bản là cái việc bỏ vốn ra để hình thành nên các cái vốn cơ bản, những cái tài sản cơ bản, ví dụ như là nhà xưởng, máy móc, thiết bị, rồi những cái mặt bằng, rồi cái công nghệ, rồi những cái ban đầu thì gọi là đầu tư cơ bản. Còn đầu tư vận hành là để hình thành nên những cái vốn về vốn lưu động, hay là những cái chi phí quản lý nhân sự, nhân viên, rồi vận hành một cái bộ máy, một cái pháp nhân, một cái gì đó thì được gọi là đầu tư vận hành. Nó khác với cái việc đầu tư để hình thành nên những cái loại tài, những cái vốn cơ bản, ví dụ như là nguyên nhiên vật liệu hay là máy móc thiết bị. Phân loại theo lĩnh vực đầu tư thì người ta phân 4 cái lĩnh vực, giống như ngày xưa mình học trong địa lý kinh tế, thì cái này nó không liên quan lắm tới cái lĩnh vực tài chính của mình. Để một số những cái lĩnh vực về hình thức đầu tư thì trong cái lĩnh vực xây dựng cơ bản thì người ta hay chúng ta hay nghe nói tới các cái hình thức đầu tư, ví dụ như BOT, BTO, BCC, rồi BT. Chúng ta hay nghe nói trên 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 internet, báo đài, các cái thời sự. Thì giờ chúng ta là cái chuyên ngành kinh tế, chúng ta học quản trị dự án thì chúng ta cũng nên biết một tí về cái khái niệm đó. Các cái khái niệm đó, dù sao chúng ta cũng là chuyên ngành kinh tế, thì nó mặc dù đó là cái dự án trong cái lĩnh vực xây dựng nó chỉ là một cái phân ngành hẹp của dự án thôi, chứ nó cũng không phải là dự án, là dự án xây dựng. Như ta biết, cái đầu tiên đó là cái hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC. Thì cái hợp đồng hợp tác kinh doanh đó, ký hiệu là BCC, thì nó là một dạng như là một cái hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai cái cá nhân hay là hai cái pháp nhân với nhau. Trong đó thì cái hợp đồng đó nó quy định về cái trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và cái lợi ích mà hai bên sẽ làm và hai bên sẽ đạt được như thế nào đó thông qua một cái hợp đồng ký kết, chứ không hình thành nên một cái pháp nhân thứ ba, thì được gọi là cái hợp đồng hợp tác kinh doanh. Cái thứ hai đó là cái BTO, BOT. Thì đây là một cái hình thức đầu tư gọi là hợp xây dựng kinh doanh rồi chuyển giao.
Thì đối với Việt Nam ta, chúng ta nghe nói rất nhiều tới tới cái việc đó. À, ví dụ như con đường này, dự án này theo BOT hay BTO thì chúng ta nghe, chúng ta biết thế. À, nó là một cái hình thức kinh doanh, hình thức đầu tư mà thường được tiến hành giữa một cái bên là của một cái chính phủ, một quốc gia hay là một cái tổ chức tài chính, một cái sở chức năng chuyên môn có thẩm quyền, ví dụ như là Bộ Tài chính hay là Sở Kế hoạch Đầu tư. Thì trong đó quy định rằng là cái đơn vị mà đơn vị tư nhân, cái đơn vị nhà thầu, thì nếu như mà trúng thầu, ví dụ như là nhà nước họ họ muốn xây dựng cái con đường, nhưng mà họ không có đủ tiền, là họ kêu gọi các cái nhà thầu vào để đấu thầu dự án. Tức là đấu thầu có nghĩa là đấu với nhau để được thầu cái dự án, được làm cái dự án đó. Thì cuối cùng á là người ta ai mà thắng á, thì cuối cùng á là được thầu cái dự án đó, được làm cái dự án đó. Làm cái dự án đó. Và khi mà được làm cái dự án đó thì nhà nước sẽ dành cho cái bên đó, bên tư nhân đó một cái đoạn thời gian để mà được kinh doanh, để được kinh doanh. À, thì sau rồi cuối cùng kinh doanh xong rồi có lời, hết cái thời gian được nhà nước giao cho kinh doanh đó rồi thì trả lại cho nhà nước, thì lúc đó nó trở thành cái dự án công. Bây giờ trở thành cái dự án công. À, thì gọi là xây dựng xong rồi kinh doanh rồi cái xong rồi là chuyển giao lại cho nhà nước, quy định trong vòng bao nhiêu năm đó theo như luật, theo như cam kết. Ví dụ như con đường cao tốc của chúng ta đi từ Đức Trọng tới Đà Lạt đó, thì nó là một cái BOT, có cái trạm thu phí đó. Thì theo như cái quy định thì cái trạm thu phí đó nó phải trong vòng 15 năm hay 20 năm đó thì nó phải kết thúc, và kể từ đó thì người dân không phải đóng đóng phí nữa. Trong thực tế thì nó có là như thế hay không á, thì đó là thực tế nó như thế. Tiếp theo đó là hợp đồng xây dựng chuyển giao và kinh doanh. Xây dựng chuyển giao và kinh doanh thì nó cũng y như vậy, nó cũng là một cái dạng như hình thức đầu tư được ký kết giữa một cái chính phủ của một quốc gia hay là một cái cơ quan chức năng có thẩm quyền, giữa với một cái pháp nhân. À, trong đó thì nó quy định đó là cái pháp nhân đó xây dựng xong rồi phải chuyển giao lại cho nhà nước, rồi sau đó nhà nước mới xem xét dựa trên nhiều yếu tố này kia, rồi mới cho cái pháp nhân này họ được kinh doanh một thời gian bao nhiêu đó. Nó chỉ khác nhau về nó chỉ khác nhau về về cái thứ tự thôi. Tiếp đến cuối cùng đó là cái hợp đồng xây dựng rồi chuyển giao, thì nó cũng tương tự như là cái hình thức BOT và TO. Về hai cái đó là cái đơn vị ký kết là một cái pháp nhân, và cái một cái bên kia là một cái chính phủ của một quốc gia hay là một cái cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chỉ có điều là trong cái hình thức này á thì xây dựng xong rồi chuyển giao lại cho nhà nước luôn. Chuyển giao lại cho nhà nước luôn, hoặc là nhà nước sẽ thanh toán luôn cho, hoặc là nhà nước sẽ dành cho một số những cái ưu đãi khác, ví dụ như là tham gia vào các cái tham gia vào các cái gói thầu khác chẳng hạn. Rồi, tiếp theo chúng ta nói về cái nguồn vốn đầu tư. Như vậy thì đầu tư nó là như thế. Đầu tư là cái việc là mình bỏ vốn ra để cuối cùng hình thành nên một cái lợi ích lớn hơn trong tương lai. Như vậy thì để rồi cuối cùng đó là mình thoát ra khỏi cái hiện tại. Có nghĩa là mình nếu như mình nghèo khó thì mình cần phải đầu tư. Mình cần phải đầu tư vì nó sẽ mang lại một cái lợi ích lớn hơn trong tương lai mà. Nên cuối cùng nó giúp mình thoát ra khỏi hiện tại. Để mình thoát ra khỏi cái sự nghèo đói. Nhưng mà
nếu như mình không có tiền thì lấy đâu ra để mà đầu tư để thoát ra khỏi hiện tại. Như vậy thì Việt Nam chúng ta thì những cái năm trong quá khứ thì chúng ta vẫn thường hay nói tới là cái việc đó là trải qua bao nhiêu chiến tranh rồi này kia nên nghèo, nên bây giờ phải cố gắng là nhanh lên, phải cố gắng là tăng gia sản xuất, cố gắng phát triển, cố gắng để cho tới cái năm 2020 chúng ta sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, nước công nghiệp, được cái thị trường quốc tế công nhận. Nhưng mà muốn làm được như vậy thì chúng ta phải có vốn, mà vốn thì cái nguồn vốn trong nước thì sẽ đóng vai trò là quyết định, có nghĩa là tăng gia sản xuất, có nghĩa là nội lực, có nghĩa là mình phải cố gắng sản xuất rồi mình xuất khẩu cái sản phẩm của mình ra nước ngoài rồi này kia, mình lấy tiền về rồi thế này thế kia, rồi cuối cùng á, là mình sẽ giàu có lên thôi. Thì đó là mình cần có cái nguồn vốn trong nước tự lực cánh sinh đóng vai trò quyết định. Còn cái nguồn vốn nước ngoài thì kêu gọi được đầu tư đóng vai trò là quan trọng. Vì thế nên đó là khi mình xác định như thế nên đó là mình đổi từ cái góc nhìn đó là quan hệ song phương thành quan hệ đa phương, chơi với tất cả các cái quốc gia, miễn là không có đụng chạm tới về bản chủ quyền hay là chính trị hay là lợi ích lãnh thổ, thì chúng ta kết bạn với tất cả để rồi cuối cùng đó là chúng ta được cái sự giúp đỡ từ tất cả. Thì nó đóng vai trò quan trọng, đóng vai trò quan trọng. Thì để xác định như thế để cuối cùng hy vọng là tới năm 2020 chúng ta sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng mà bây giờ năm 2021 rồi thì liệu rằng chúng ta đã trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa? Thì thực tế nó là chưa. Tại vì đó là để trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì theo như cái quy định của thế giới thì chúng ta phải 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 chúng ta phải đạt được rất là nhiều những cái tiêu chí, ít nhất là 10 cái tiêu chí cơ bản. Thì chúng ta mới thấy đó là đối với thế giới thì đối với quốc tế thì chúng ta không phải là cứ chúng ta muốn gia nhập vào một cái sân chơi quốc tế, chúng ta muốn được quốc tế công nhận hay thừa nhận thì chúng ta không thể chơi theo luật của chúng ta được. Chúng ta không thể nào cứ chúng ta không thể nào là cứ 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 nói rằng tôi là một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì người ta sẽ công nhận mình là một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà chúng ta phải đạt được những cái tiêu chuẩn mà thế giới họ công nhận, để quốc gia nào cũng 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 tuân theo cái luật đó. Thì giống như để mà trở thành đô thị loại một như Đà Lạt thì chúng ta cũng phải có những cái tiêu chuẩn đúng với cái đô thị loại một theo thế giới công nhận, chứ còn mình công nhận thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như là những cái bằng ngoại ngữ như bằng chứng chỉ ngoại ngữ, ví dụ như là chứng chỉ B, ABC ngày xưa, thì bây giờ chúng ta thấy là nó không còn phổ biến nhiều nữa. Tại vì sao? Tại vì nó Việt Nam, đó là cái chuẩn mà Việt Nam chúng ta đề ra, chứ không phải là cái chuẩn mà cái như là TOEIC, IELTS hay là gì đó, thì dần dần những cái đó nó không phụ nữa, và chúng ta bắt buộc chúng ta phải chơi theo cái luật quốc tế, chơi theo cái luật quốc tế. Thì để trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì chúng ta thấy là để chúng ta phải đáp ứng ít nhất là 10 cái tiêu chí này, 10 cái tiêu chí này. Nhưng mà trong 10 cái tiêu chí này thì chúng ta đạt được mới có hai cái tiêu chí à. Đó là cái tiêu chí thứ bảy, tỷ lệ đại học chiếm 12 15 phân số, mà mình đó thì mình không, chúng ta đã đạt được hai cái chỉ tiêu. Đó là chỉ tiêu thứ nhất, đó là bình là tuổi thọ trung bình từ 70 tuổi trở lên, thì Việt Nam chúng ta là đạt được 73,2 từ năm 2014 rồi. Đó nghĩa là trung bình là Việt Nam chúng ta sống cao hơn tuổi thọ trung bình của thế giới. Thứ hai là cái tỷ lệ người biết chữ hơn 80% dân số, thì Việt Nam ta cũng cao hơn, như vậy thì do Việt Nam ta đã làm rất tốt cái công tác phổ cập giáo dục,
cập tới vùng sâu vùng xa này nọ đồ họ cũng đều phổ cập được nên chỉ tiêu này đạt được. Như vậy thì còn những cái chỉ tiêu còn lại thì chúng ta chưa có đạt được, ví dụ có những chỉ tiêu rất là khó đạt được, ví dụ như là GDP mỗi người phải